Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống số tháng 9 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần tin là phóng sự phản ánh về các hoạt động của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong những năm gần đây, bằng nhiều hoạt động cụ thể thiết thực như xây dựng nhân rộng các mô hình kinh tế giỏi, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất, tư vấn học nghề, tạo việc làm cho phụ nữ, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện cho nhiều hội viên vươn lên phát triển kinh tế gia đình và ổn định cuộc sống. Để thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế, các cấp hội đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi và làm dịch vụ, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tín chấp cho phụ nữ vay vốn, đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Từ phong trào này đã giúp nhiều trẻ em phụ nữ trên địa bàn tỉnh vươn lên làm giàu, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo ở địa phương. Thực hiện nghị quyết số 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ, các cấp hội phụ nữ đã tăng cường tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân đưa trẻ trong độ tuổi đến trường. Nhằm tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, các cấp hội phụ nữ đã cử cán bộ đến từng hộ gia đình, rà soát, tuyên truyền vận động nhân dân đưa trẻ đến trường, phối hợp với nhà trường tuyên truyền hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt trên 41%. Phấn đấu hết năm 2025, tỷ lệ huy động trẻ dưới 3 tuổi đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh đạt 50%. Nhằm nâng cao năng lực chất lượng cán bộ hội, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hội thi cán bộ hội phụ nữ cơ sở giỏi năm 2022. Đây là hoạt động thiết thực giúp cán bộ hội phụ nữ cơ sở nhận thức đúng đắn về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội, nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các quy định của tổ chức hội, giúp cán bộ hội được giao lưu trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ năng lực thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải và lựa chọn thí sinh tham dự hội thi cán bộ hội cơ sở giỏi tỉnh Tuyên Quang được tổ chức trong thời gian tới. Thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, nhân dân trong công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Trong thời gian qua, các hội phụ nữ cơ sở đã tích cực thành lập các câu lạc bộ chống rác thải nhựa nhằm thực hiện tốt hoạt động bảo vệ môi trường, nhằm tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thu gom phân loại phế phẩm đã qua sử dụng ngay tại gia đình, sử dụng túi ni lông, chai nhựa, hộp xốp để tái chế thành những viên gạch sinh thái, xây dựng công trình bồn hoa tường rào ở các công trình công cộng, đồng thời vận động các cơ sở hội trồng tuyến đường hoa cây xanh tại tuyến đường trung tâm, vệ sinh đường làng ngõ xóm nhằm xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Nhằm xây dựng gia đình văn hóa, các cấp hội phụ nữ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, đặc biệt đề cao vai trò giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Nhằm tích cực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc, trên 360 câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc trên toàn tỉnh đã phát huy hiệu quả, thu hút trên 12.000 thành viên tham gia. Qua đó đã nâng cao nhận thức và chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức, lối sống cho các thành viên. Có ý thức cao trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, đoàn kết tương trợ nhau trong phát triển kinh tế, giúp các thành viên gắn kết với nhau hơn là cầu nối xây dựng mối đoàn kết tình làng nghĩa xóm. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các hội viên và nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu dân số, kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em gái, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Để nâng cao kiến thức về dân số, kế hoạch hóa gia đình, hội phụ nữ các cấp phối hợp với các ban ngành đoàn thể, cán bộ dân số, trạm y tế xã phường tuyên truyền văn bản chính sách về thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và hướng dẫn cho trẻ em phụ nữ và nhân dân các biện pháp tránh thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản, giúp nâng cao hiểu biết cho người dân về tầm quan trọng của công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phối hợp với các tổ chức hội, trong đó có hội phụ nữ, tham gia thực hiện tốt việc bình xét đối tượng vay vốn, quản lý và hướng dẫn hội viên sử dụng vốn vay có hiệu quả, trả nợ trả lãi ngân hàng đầy đủ, đúng hạn. Nhiều hội viên phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn đã phát triển kinh tế gia đình.
Hội phụ nữ xã Trung Yên là một trong những tổ chức hội sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Sơn Dương. Toàn xã có trên 700 hội viên ở 7 chi hội, trong đó hội phụ nữ tín chấp cho trên 240 hội viên vay vốn qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với số dư nợ trên 11 tỷ đồng. Từ nguồn vốn được vay, các chị em đã đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi và làm dịch vụ để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, góp phần vào chương trình giảm nghèo tại địa phương. Xã Trung Yên thì tỷ lệ hộ nghèo cũng cao, thì vay vốn hộ nghèo và cận nghèo, và ngoài ra thì cũng còn vay chương trình sản xuất kinh doanh nữa. Thì sau khi mà hội viên được vay vốn thì hiệu quả sử dụng rất là tốt, các hộ gia đình thì sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Hiện nay nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp cho trên 78.400 hộ vay vốn với số dư nợ trên 3.500 tỷ đồng. Trong đó dư nợ qua tổ chức hội phụ nữ là trên 1.160 tỷ đồng, với hơn 25.600 hội viên vay vốn. Nguồn vốn đã kịp thời hỗ trợ cho em phụ nữ đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế và có việc làm. Đây là kết quả từ nỗ lực của ngân hàng và sự vào cuộc tích cực của các cấp hội phụ nữ, qua đó xác lập các mô hình cho vay, quản lý vốn vay hiệu quả. Trong thời gian qua, các cấp hội đã phối hợp với ngân hàng quan tâm tạo điều kiện cho nhiều hộ hội viên phụ nữ nghèo được vay vốn phát triển kinh tế. Nhiều chị đã mạnh dạn học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất kinh doanh phù hợp với hoàn cảnh của gia đình, điều kiện thế mạnh của địa phương để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều chị đã vươn lên thoát nghèo bền vững, tạo công ăn việc làm theo nhiều lao động tại địa phương. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tăng cường phối hợp với các cấp hội phụ nữ đẩy mạnh công tác truyền thông để mọi hội viên có thể tiếp cận các chương trình tín dụng của ngân hàng, mạnh dạn đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần vào chương trình giảm nghèo tại địa phương. Nhằm giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ giữ gìn và bảo tồn tiếng nói trang phục truyền thống thông qua các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ, góp phần xây dựng và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Những điệu múa hát của dân tộc Dao được các hội viên phụ nữ xã Mỹ Bằng thường xuyên luyện tập, truyền đạt lại cho thế hệ trẻ những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình đang là cách làm hiệu quả của các câu lạc bộ như thế này. Tuyên truyền chị em để gìn giữ cũng như là bảo vệ cái bản sắc dân tộc của mình để khỏi mai một. Thì qua cái công tác tuyên truyền, chúng tôi đã thành lập câu lạc bộ và được rất là nhiều chị em hưởng ứng và tham gia. Hiện nay là chị em cũng tích cực thêu dệt và may quần áo trang phục. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên và đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng tiếng nói, trang phục của dân tộc. Từ đó đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia. Nhiều chị em đã tự may trang phục, duy trì tiếng nói trong sinh hoạt hàng ngày. Tuyên truyền cho cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân là biết được cái giá trị bản sắc của dân tộc mình, đặc biệt là về trang phục và tiếng nói. Từ đó thì khơi dậy được cái tình yêu quê hương đất nước, thấy được giá trị bản sắc của dân tộc mình. Các cấp hội cũng đã chỉ đạo tuyên truyền, vận động, xây dựng và thành lập các cái câu lạc bộ để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn, góp phần lưu giữ và giữ gìn cái nét truyền thống cũng như là nét bản sắc văn hóa dân tộc của dân tộc mình. Các cấp hội phụ nữ đã phát huy được vai trò trách nhiệm của cán bộ hội viên trong việc giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nhằm nâng cao kiến thức, vai trò và trách nhiệm của cán bộ phụ nữ trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tuyên truyền, thu hút đông đảo cán bộ hội tham gia. Các chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã thông tin về kỹ năng xử lý và thoát nạn khi gặp sự cố cháy nổ. Qua buổi tuyên truyền, góp phần giúp mỗi người nâng cao năng lực và khả năng ứng phó đối với tình huống có thể xảy ra.
tập huấn để nhằm nâng cao cái kiến thức cũng như là trang bị thêm các cái kỹ năng về công tác phòng cháy chữa cháy cho cán bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Qua đó thì cũng kịp thời ứng phó khi mà có các cái tình huống xảy ra. Tại buổi tập huấn, chị em được hướng dẫn và thực hành sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo xử lý nhanh, hiệu quả các sự cố cháy ngay từ ban đầu, không để phát sinh gây hậu quả. Nhận thức được ý nghĩa thiết thực của phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hàm Yên đã thực hiện nhiều mô hình phong trào mang lại hiệu quả cao, trong đó nổi bật là mô hình tuyến đường hoa. Về vùng nông thôn ở Hàm Yên, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những tuyến đường hoa đua nhau khoe sắc. Ở Hàm Yên đã có hàng trăm tuyến đường hoa như thế này. Việc làm này được các cấp hội phụ nữ phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện. Ở đây, hội viên không chỉ quyên góp giống hoa mà còn tranh thủ ngày công để làm cỏ, trồng và chăm sóc. Tất cả các chị em ở trong chi hội chúng ta là tích cực, tức là làm cái tuyến đường hoa, trồng tuyến đường hoa. Nhìn chung là tất cả các chị em phụ nữ là rất là tích cực lao động trồng hoa, thì chúng tôi cũng đã phân công ra rồi là các chị em là phụ trách từng đoạn trồng hoa một. Nhìn chung là các chị em phụ nữ ở Tân Quang này là rất là tích cực đi chăm sóc hoa và trồng hoa tuyến đường. Hiện 18 trên 18 xã thị trấn ở Hàm Yên đã triển khai đồng loạt mô hình này. Trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng các tuyến đường hoa thì Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội lựa chọn các cái địa điểm đảm bảo được đủ điều kiện để xây dựng các tuyến đường hoa và lựa chọn các loại hoa, giống hoa đảm bảo có độ bền và trồng được lâu dài. Từ đó thì để nhân rộng các cái tuyến đường hoa trên địa bàn toàn huyện. Tới thời điểm này thì toàn huyện đã có trên 80% số chi hội đã trồng được các cái tuyến đường hoa. Bên cạnh đó thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng chỉ đạo các cơ sở hội nhân rộng cái mô hình nhà sạch vườn đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới, môi trường cảnh quan sáng xanh sạch đẹp. Thông qua việc làm này, giúp chị em nâng cao ý thức trách nhiệm, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân cùng chung tay góp sức bảo vệ môi trường sinh thái và sớm thực hiện được mục tiêu đưa Hàm Yên cán đích huyện nông thôn mới vào năm 2025. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.